cho chúng con được thọ trì vi giới. Cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo ra, kính dâng đến tất cả chư thiên nhất là chư thiên vô tận thực bình vậy. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Nam mô Bích Tha Giá. Cũng do quả phước này trợ duyên con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến xâm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Nam mô Tham Ma An Kha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tham Má Cha Rí, cô tu nữ Phúc Hạnh cùng quý cô tu nữ quan năm vào đạo tràng. Quỳnh mến chào Minh, mến chào IQ em đó, mến chào Thích Tâm Phương, mến chào trong đạo tràng. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Tham Má Cha Rí, cô tu nữ Phúc Hạnh, con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính bộ kinh 43 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, không công tác thật. Do gì? Này các tỷ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly, khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến. Có cái sanh, hiện hữu, cái khởi lên làm ra, hữu di, không thường hằng, tác thành ra già chết, một ổ của bệnh hoạn, mỏng manh, giòn, dễ dở, nhờ đồ ăn nuôi dưỡng nên mới được hiện hữu. Vật ấy thật không đủ để quan hỷ ưa thích. Thật có cái xuất ly ra khỏi được cái ấy, thật có dược lý luận. Thượng hằng không sanh khởi, không có cái khởi lên. Con đường không cấu quế, không đưa đến sầu muộn. Đoạn diệt các pháp khổ, sự tịnh chỉ mọi hành, an lạc, thật tịnh lạc. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, Rạng Đông đã đọc xong. Có chị Tâm Phương. Kính mời chị Tâm Phương sa thú. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, kính cảm ơn chị Rạng Đông. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử.
Dạ, con kế tiếp Vạn Đông, con xin đọc câu pháp cú. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các tỳ kheo, nếu không có cái nếu màn hình bị chạy, để con xin đọc lại, màn hình bị chạy rồi. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các tỳ kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây không có cái trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì, này các tỳ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được một sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Thế Tôn đã nói đến ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Đâu rồi? Dạ. Có cái sanh hiện hữu, cái khởi lên làm ra, hữu vi không thường hằng, tác thành ra già chết, một ổ của bệnh hoạn mỏng manh, dồn dẻo, dễ vỡ, nhờ đó ăn nuôi dưỡng nên mới được hiện hữu. Vật ấy thật là không đủ để hoan hỷ và hoan hỷ ưa thích. Thật có cái xuất ly ra khỏi được cái ấy, thật có vượt lý luận thường hằng, không sanh khởi, không có cái khởi lên, con đường không cấu uế, không đưa đến sầu muộn, đoạn diệt các pháp khổ, sự tịnh chỉ chi mọi hành, an lạc thật là tịnh lạc. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chắc là hết rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn Trần Đông. Xin dừng biết lại. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Thầm Khà Giá, Nam mô Sân Khà Giá.
Alo. Chị có nghe em nói không? Cảm ơn chị. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Thâm Ma Chari, cô tu nữ Phúc Hạnh. Ai mình kính chào với anh chị, em cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn chị Tâm Phương. Dạ, con xin phép được trả bài ạ. Mục 37, điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các tỳ kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây không thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì, này các tỳ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Có cái sanh, hiện hữu, cái khởi lên làm ra, hữu vi không thường hằng, tác thành ra già chết, một ổ của bệnh hoạn, mỏng manh, giòn, dễ vỡ, nhờ đồ ăn nuôi dưỡng nên mới được hiện hữu, vật ấy thật không đủ để hoan hỷ ưa thích. Thật có cái xuất ly ra khỏi được cái ấy, thật có vượt khí lý luận, thường hằng không sanh khởi, không có cái khởi lên, con đường không cấu uế, không đưa đến sầu muộn, đoạn diệt các pháp khổ, sự tịnh chỉ mọi hành, an lạc thật tịnh lạc. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, ấy mình đã trả bài xong, kính mời với anh chị khác ạ. Dạ, con kính mời cô nghe pháp ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính lãnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và quý đạo hữu trong room. Con xin đọc bài. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các tỳ kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây không thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì, này các tỳ kheo, không có cái sanh, không có cái hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến.
có cái sanh hiện hữu, cái khởi lên làm ra hữu vi không thường hằng, tác thành ra già chết, một ổ của bệnh hoạn mỏng manh giòn vệ dở, nhờ đồ ăn nuôi dưỡng nên mới được hiện hữu, vật ấy thật không đủ để quan hỷ ưa thích. Thật có cái xuất ly ra khỏi được cái ấy, thật có vượt lý luận thường hằng không sanh khởi, không có cái khởi lên con đường không cấu quế, không đưa đến sầu muộn, đoạn việc các pháp khổ, sự tịnh chỉ mọi hành, an lạc thận thật tịnh lạc. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, nghe pháp đã ôn bài xong, mến mang mời bằng tay của Sức Nhật Quỳnh. Nam mô Bố Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai, con xin thành kính sám hối. Dạ, dạ để con đã đạo đọc, dạ rõ để con đọc pháp. À. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A La Hán nói đến. Và tôi đã được nghe, này các tỷ kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các tỷ kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây không thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì này các tỷ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Có cái sanh hiện hữu, cái khởi lên làm ra, hữu vi không thường hằng, tác thành ra già chết, một ổ của bệnh hoạn mỏng manh, giòn, dễ vỡ, nhờ đồ ăn nuôi dưỡng nên mới được hiện hữu, vật ấy thật không đủ để hoan hỷ ưa thích. Thật có cái xuất ly ra khỏi được cái ấy, có vượt lý luận thường hằng không sanh khởi, không có khởi lên con đường không cấu ế, không đưa đến sầu muộn, đoạn diệt các pháp khổ, sự tịnh chỉ mọi lành, an lạc thật tịnh lạc. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Sa thú con. Dạ lần đầu tiên con mới được nghe, con xin sám hối, con chưa có biết cái dùng cái mít đó. Con xin thành kính sám hối nha. Dạ. Con dinh dân mít lại ạ. À.
thì ở đây nó không ra cái tính cách là qua quá trình ngôn ngữ của người đó. Ngôn ngữ chỉ là các biểu hiện vậy thôi, nhưng mà tính chất sâu thẳm trong mỗi ngôn ngữ để dẫn đến các hành động, cái đó bắt đầu chúng ta muốn đặt vấn đề thiền giữ ở trong đó, và nhân quả bắt đầu nó có ra. Đầu tiên các vị phải có một cái thay Nam Mô Bụt Thầy nhá. Dạ Nhật Quỳnh xin lỗi xích An Nghiêm. Dạ An Nghiêm chưa biết cách bỏ mic nên Nhật Quỳnh xin phép được bỏ mic. Dạ Nam Mô Bụt Thầy nhá. Dạ bây giờ thì con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thân vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ cảm ơn cầu an minh xích rạng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bụt Thầy nhá. Dạ sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích An Nhiên, cô nghe pháp cô ấy mình Xích Tâm Phương, Xích Trạng Đông đã hoan hỷ lên ôn lại bài Tiểu Bộ Kinh số 43 La Mã và 37. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng dạy bài học ngày hôm nay là số 44 La Mã. Và 38. Dạ, xin lỗi An Nhiên nha. An Nhiên bấm lầm sao cầm mic tiếp giật mic của Nhật Quỳnh. Dạ, xin lỗi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy nhá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Sau đó mở mang giao pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng tối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh nhài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ trước khi con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng lên giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc chánh kinh trước ạ. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, bài học hôm nay là kinh Tiểu Bộ Itivuttaka chương 2, hai pháp phẩm 2, bài 34 La Mã và số 38 sẽ được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải 34 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có hai niết bàn giới này. Thế nào là hai niết bàn giới? Niết bàn giới có dư y và niết bàn giới không có dư y. Này các tỳ kheo, thế nào là niết bàn giới có dư y? Ở đây, này các tỳ kheo là Bậc A-La-Hán.
các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích. Hữu kiết sự đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy trăm căn còn tồn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý. Không khả ý vì rằng tự ngã không có, thương hại cảm giác là khổ. Với vị ấy tham diệt, sân diệt, si diệt. Này các tỳ kheo, đây gọi là niết bàn có dư y. Này các tỳ kheo, thế nào là niết bàn giới không có dư y? Ở đây, này các tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sự đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh. Ở đây, đối vị ấy, mọi cảnh thọ đều không còn có hoan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các tỳ kheo, đây gọi là hoan hỷ ưa thích. Đây, ở đây, đối với vị ấy, mọi cảnh thọ đều không còn hoan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các tỳ kheo, đây gọi là niết bàn không có dư y. Này các tỳ kheo, có hai niết bàn giới này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này đã được nói đến. Hai niết bàn giới này được vị có pháp nhãn trình bày và thuyết giảng, không y tựa như vậy một loại niết bàn giới. Ở đây thuộc hiện tại, còn các dư y nuôi dưỡng hữu bị diệt, không dư y niết bàn, tại thuộc về tương lai. Với vị đạt giới này, mọi hữu việc hoàn toàn. Những ai với chánh trí biết con đường vô vi, tâm tư được giải thoát, nuôi dưỡng hữu bị diệt, những ai chứng đạt được gốc lõi của các pháp, hoan hỷ trong diệt tận, những vị ấy như vậy đã từ bỏ hoàn toàn tất cả mọi sanh hữu. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con. Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Thamaya, Nam Mô Sankhaya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào và thực tập Minh Hạnh, chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Trước khi giảng bài học hôm nay, chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tấm tắc. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawan Tăng Aphiwa Demi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đấng thi nhân sự bi trí vẹn toàn. Sokhato Phakawata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, lý ngộ đắc lạc. Subhatibhano Phakavato Savakasanko Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ Chư Tăng, các ngài đã đắc quả thánh và còn phạm, là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức,
quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học một cái bài 44 La Mã. Cái bài này thì nói về hai cái trạng thái của Niết Bàn, hai cái trạng thái của Niết Bàn. Đó là hữu dư y Niết Bàn và vô dư y Niết Bàn. Thì trước tiên đó là chúng ta sẽ định nghĩa cái từ Niết Bàn này đó. Nghĩa cái từ Niết Bàn này đó. Xin thưa quý Phật tử, cái từ Nibbana, cái từ Nibbana là được mình vừa là dịch mà vừa phiên ra, phiên âm ra đó, nó gọi là Niết Bàn. Niết Bàn thì nó đồng nghĩa với cái từ mà Nirodha. Nirodha theo trong Ni Tiên Vấn Đáp thì ngài Na Tiên, ngài trả lời cho vua Milanda đó rằng sự Nirodha có nghĩa là sự diệt tắt lửa lửa khổ. Thì như vậy thì sự diệt tắt lửa khổ thì nó, cái từ Nirodha ở đây đồng nghĩa với Niết Bàn, đồng nghĩa với Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta hiểu đó là khi nào chúng ta còn hiện khởi năm uẩn, có đủ năm uẩn thì lúc đó còn khổ đau. Niết Bàn là một trạng thái chấm dứt hoàn toàn trạng thái của nguyên nhân sinh ra năm uẩn và chấm dứt hoàn toàn đối với năm uẩn, hay là chúng ta nói rằng diệt tắt hết tất cả những cái nguyên nhân đưa đến khổ đau, đó là tham ái, hay là nói trong tứ đế tính là tập đế. Như vậy thì Niết Bàn đồng nghĩa, cái chữ Nirodha thì đồng nghĩa với Niết Bàn. Cái từ Niết Bàn là vậy. Bây giờ là mình nói đến cái nghĩa trong cái quả của cái người mà đạt được Niết Bàn. Cái người mà đạt được Niết Bàn thì như chúng ta được biết đó, thường thường đó là cái từ Niết Bàn hay gọi là bất tử. Bất tử gì nó không sanh á, cho nên bất tử. Cho nên chúng ta thấy ở Biên Hòa đó có một cái khu công nghiệp Amata. Amata có nghĩa là bất tử. Bất tử thì nó đồng nghĩa với là cái từ Niết Bàn này trong đó. Bởi vì không sanh cho nên là bất tử, chứ không phải là nó có sanh mà lại gọi là bất tử. Rõ ràng là không sanh nữa cho nên là bất tử. Thì có lẽ là người Thái họ đặt, họ cũng mong là cái khu công nghiệp của họ được trường tồn mãi mãi, không bao giờ mà bị suy sụp hay không bao giờ bị suy vong đó. Cho nên là họ đặt cho cái khu công nghiệp của họ là Amata. Thì cái từ Amata đó đồng nghĩa với cái từ Niết Bàn, bởi bất tử. Bất tử do không sanh cho nên là bất tử. Thì bây giờ nói đến cái quả của Niết Bàn đó là gì? Là để dành cho những cái người mà thực hành, những người có trí, thực hành đúng với chánh pháp. Thực hành có, những người có trí, thực hành đúng với chánh pháp, thì người đó mới được gọi là cái quả của Niết Bàn. Ví dụ như người Thái họ thường thỉnh Chư Tăng Trai Tăng, thì thường thường họ thỉnh chính vị. Bởi vì đây là bốn pháp siêu thế, ý chính pháp gọi là chính pháp của Bậc Thánh, có nghĩa là bốn đạo, bốn quả và một Niết Bàn. Cho nên thường thường là họ thỉnh chính vị để họ trai tăng, họ cúng dường. Chúng tôi nhớ cách đây khoảng năm sau, cư cũng lâu rồi chứ, cũng khoảng cả chục năm rồi. Thì ở một cái công ty Brenda tức là đá quý của người Thái đó, họ thỉnh chư tăng thì họ thỉnh đúng chính vị đến cái công ty của họ làm lễ an lành, chúc phúc cho cái công ty của họ ở tại khu công nghiệp 2 Biên Hòa đó. Thì ở đây khi mà mình nói đến cái quả của Niết Bàn á, cái quả của Niết Bàn ở đây không phải nói trong phạm vi của nhân quả. Bởi vì nhân quả thì cái gì nó có nhân phải có quả.
Cái quả ở đây mình nói đến cái sự thành tựu. Thành tựu do cắt đứt những cái nhân để đưa đến khổ đau. Cái nhân hiện hữu của năm uẩn. Cho nên đó là cái sự thành tựu. Đó cho nên chúng ta gọi là quả. Quả tức là quả của Niết Bàn. Mà quả của Niết Bàn á, thì trước tiên đó là chúng ta nói là ở trong Milanda Banha, tức là ngài Na Tiên, ngài trả lời cho vua Milanda đó rằng là quả của Niết Bàn là để dành cho những cái người thực hành đúng chánh pháp và những người có trí, thì cái người đó mới có thể thấu rõ được cái quả của Niết Bàn, chứ không phải cái người vô trí. Giống như chúng ta nghe trong kinh mô tả rằng giáo pháp của Như Lai để dành cho những người có trí chứ không phải là những người vô trí. Rồi có một cái câu chánh văn là kẻ vô văn phàm phu không biết rõ đúng sự thật của nó là như vậy. Tức là không biết rõ về khổ, không biết rõ về nhân sanh khổ, không biết rõ được sự chấm dứt khổ và không biết rõ được con đường đưa đến chấm dứt khổ. Vì vậy cho nên là ở đây nói là đến với giáo pháp là để dành cho những người có trí là như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến cái từ gọi là sự an lạc của Niết Bàn. Cái an lạc của Niết Bàn ở đây đó, đó là hiểu một điều đó là đó là một cái an lạc chắc chắn. Cái an lạc chắc chắn. Bởi vì nếu chúng ta xét cho cùng á, thì chúng sanh mà hiện hữu ở trong tam giới ấy, thì dù có những cái cảnh giới cao nhất là cảnh giới trời vô sắc hay hoặc là các cõi trời phạm thiên sắc giới, thì cái quả của họ, cái quả do cái thiền chứng mang lại đó, thì họ cũng hưởng được cái lạc của thiền cũng là lớn lắm chứ không phải là thấp. Nhưng mà có một điều đó là cái an lạc đó đó là khi nào còn thiền thì bắt đầu là còn có cái sự an lạc. Nhưng mà một khi mà hết cái quả của thiền á, hết cái năng lực của thiền á, thì cái vị đó trở lại trạng thái luân hồi tiếp tục. Và còn luân hồi thì trong tam giới này đó thì đều là khổ đau hết. Cho nên là cái sự hiện khởi của năm uẩn đó là khổ. Vì vậy cho nên Niết Bàn á, là cái sự an lạc, mà an lạc ở đây là an lạc chắc thật, bởi vì nó không hiện khởi của năm uẩn nữa, không có hiện hữu của năm uẩn, và chấm dứt cắt đứt đoạn tuyệt hoàn toàn đối với nhân mà đưa đến sanh tử luân hồi, đó là phiền não. Như vậy thì cái an lạc đó thì cái an lạc chắc chắn. Cái từ Nibbana có nghĩa là từ ở cái chữ lìa bỏ, chữ ní là rời bỏ. Như vậy thì lìa bỏ gì? Lìa bỏ cái khu rừng, lìa bỏ cái nơi mà trói buộc của mình trong đời sống luân hồi, đó là phiền não. Cái người mà lìa bỏ những người đó gọi là Niết Bàn. Như vậy thì chúng tôi giải thích cho cái từ từ gọi là Nikrodha là chấm dứt, đoạn tuyệt những cái nhân nữa đến đau khổ, và đồng nghĩa với cái từ Nibbana tức là Niết Bàn. Bây giờ á, là trong nội dung của bài kinh này đó, đoạn kinh này, bài kinh này á, thì Đức Phật ngài nói có hai cái trạng thái Niết Bàn, hai cái trạng thái. Xin thưa quý vị, Niết Bàn đừng nghĩ rằng đó là một cõi, một cõi, và nó cũng nếu mà được gọi là một cảnh theo mà mình nói trong 24 cảnh, 21 cảnh của Di Diệu Pháp đó, thì trong đó có cảnh Niết Bàn, mà Niết Bàn ở đây là cảnh chân đế vô vi hay là chân đế hữu vi, nhưng mà Niết Bàn ở đây được chỉ ra là chân đế vô vi, một trạng thái mà ở đây đó ta gọi là một trạng thái đạt đến, chứ không phải là một cõi, một cõi. Còn nếu chúng ta nói một cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc á, thì cái cảnh đó nó cũng mang tính giả tạm mà thôi, nó cũng giả hợp mà thôi. Và khi mà nó có giả hợp thì nó sẽ là tan rã, nó sẽ biến hoại. Cho nên cái cảnh ở đây không thể nói, mà cảnh Niết Bàn nó là một cái cảnh mà cái người mà tu tập đạt đến cái trạng thái như vậy, chứ nó không phải là một cái cảnh mà chúng ta hiểu như là cảnh sắc, cảnh kinh, cảnh hương, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp chẳng hạn, không phải. Mà cảnh đây là được tạm gọi cho là một cảnh, bởi vì cái trạng thái của một người đạt đến là như vậy, một vị hành giả đạt đến là như vậy.
cho nên là ta tạm gọi là một cảnh. Mà niết bàn á, có thể chúng ta gọi là cảnh mà đó là chân đế vô vi. Vô vi, vô vi là không có cái sự trợ tạo. Rồi bây giờ đó là chúng ta sẽ nói rằng có hai cái trạng thái của niết bàn. Như vậy thì hiểu rằng niết bàn nó không phải là một cõi. Cõi như là cõi nhân loại của chúng ta đó là cũng là một cõi, trong 11 cõi dục giới. Trong 11 cõi dục giới thì cái cõi á, thì chúng ta hiểu là một cái có bao nhiêu cái hành tinh, rồi trong cái hành tinh nó có cây hoa lá sông ngồi ao biển thì nó có hết, nó có hết. Thì tất cả rồi những chúng sanh cư trú ở trong cái cõi đó, thì cái cõi đó như chúng ta nói là cõi nhân loại của chúng ta, tức là cõi người của chúng ta đó, thì cái đó là cõi đó. Thì cái cõi đó đó thì nó cũng phải hoại diệt. Như chúng ta thấy rằng cái quả địa cầu của chúng ta đó thì các nhà khoa học họ nói rằng là ở dưới biển Thái Bình Dương hay là Đại Tây Dương đó, hay hoặc là các cái biển như vậy thì nó có những cái thành phố ngầm ở dưới. Cái thành phố mà nó bị, chúng tôi có một lần xem cái tư liệu ở đảo Indonesia đó, ở ngoài khơi đó là có những cái tượng Phật, có những cái tượng Phật chìm ở dưới đáy biển cách hàng mấy trăm mét ở dưới đó, hoặc là 1-2 ngàn mét ở dưới đó. Thì rồi đền đài ở dưới đó rất là nhiều ở dưới đáy biển. Thì có nghĩa là ý chúng tôi muốn nói ở đây đó là nó có sự thay đổi. Giống như là cả hàng mấy triệu năm về trước đó, thì những cái đảo mà ở viền theo cái biển Đông của chúng ta đó, thì phải nói là những cái đảo đó đó, hoặc là những cái đảo mà như là Nhật Bản rồi Philippines rồi hoặc là Malay, Indo rồi đó, thì những cái đảo đó hồi đó là trong đất liền, rồi sau này nó dạt ra thôi. Ý chúng tôi muốn nói là cái sự thay đổi, cái sự thay đổi biến hoại đó, nó sẽ là theo cái chu kỳ, và nó biến hoại giống như trong Phật pháp gọi đó là định lực của vô thường, bởi nó là biến đổi, nó thay đổi. Thì ở đây chúng ta nói khi mà nói đến cõi thì nó có lúc bị hoại diệt, và trong kinh mô tả là có khi chúng ta bị hoại diệt bằng nước, chúng ta bị hoại diệt bằng lửa, chúng ta hoại diệt bằng gió chẳng hạn. Đó là mình nói những cái hoại diệt lớn, đó là những cái đại hồng thủy lớn, ví dụ vậy. Rồi mình nói cái sự biến hoại ở trong quả địa cầu của chúng ta thì có nghĩa là cái sự thay đổi như vậy. Nó thay đổi rồi gọi là sông bồi núi lở, hay là nơi này là đất liền rồi bỗng nhiên mấy trăm năm sau, mấy ngàn năm sau thì bên kia sụp, nó bỗng nhiên sụp xuống rồi chỗ khác lại trồi lên. Rồi chúng ta để ý ở ngoài đảo có khi là nó cũng lâu lâu nó nổi lên cái đảo tồn tại lâu dài, hoặc là có tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn rồi nó không còn tự nhiên nó biến mất nữa. Thì đó là theo cái nguyên lý, theo cái định lý mà trong Phật giáo gọi đó là vô thường, sự thay đổi biến đổi như vậy. Thì bây giờ nói cái gì mà gọi là niết bàn hữu dư y, có nghĩa là trước tiên đó là chúng ta nói đến cái trạng thái của niết bàn của hữu dư y, có nghĩa là một vị bây giờ mình nói là tứ vị quả thánh, tức là bậc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, thì cái bậc Tu Đà Hoàn đó họ cũng thấy niết bàn, nhưng mà họ thấy xa, giống như là một trong những cái một người mà đi ban đêm vậy đó, thì một người mà đi ban đêm này không biết hướng đi như thế nào, nhưng mà thấy ở xa xa trước mặt mình đó, bỗng nhiên chớp sáng lên thì mình biết cái hướng đó là cái hướng trống đó là đi hướng đó, thì mình đi theo cái ánh sáng đó để mà mình đi tiếp. Nhưng mà mình bỗng nhiên lâu lâu cái mình thấy nó test sáng lên, trời chớp lên, thì cái trạng thái của một bậc thánh Tu Đà Hoàn cũng vậy. Mặc dù là thấy niết bàn ở trạng thái lần đầu tiên, rồi bậc Tư Đà Hàm cũng vậy, là thấy lần thứ hai thì thấy xa xa rồi đi gần gần từ từ. Nhưng mà nói đến cái bậc A La Hán, tức là sau khi tâm tứ đạo sanh khởi lên, có nghĩa là chúng ta thấy rằng là đối với bậc tam quả thì những vị ấy đã đoạn trừ năm cái hạ phần kiết sử, tức là thân kiến hoài nghi, ái sắc, ái xin lỗi
dục ái và sân thì đã đoạn trừ rồi. Thân tiến hoài nghi giới cấm thủ dục ái và sân thì vị ấy đã đoạn trừ rồi. Nhưng mà đến khi mà cái vị đó ngay cả tâm tứ đạo bắt đầu sanh khởi lên, nếu nói trong Di Diệu Tạng thì tâm tứ đạo sanh khởi lên thì cắt đứt những cái phiền não không còn nữa. Tức là năm cái thượng phần kiết sử sau cùng, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật. Bởi vì chúng ta thấy nó cái ái mà được đoạn tận, vô minh là đoạn tận, thì cái căn nhân mà để đưa đến sanh tử luân hồi nó không còn nữa. Căn nhân mà đưa đến sanh tử luân hồi không còn nữa. Cho nên không có tái sanh. Vì vậy cho nên gọi bậc A-la-hán là bậc vô sanh. Vô sanh có nghĩa là không tái sanh. Bây giờ đó là nghiệp hữu và sinh hữu không có tái diễn đối với gì đó nữa. Ngay cả tâm, lúc mà tâm tứ đạo sanh khởi lên. Tâm tứ đạo sanh khởi lên. Hả, tâm tứ đạo thì chỉ có một sát na thôi sanh khởi lên. Nhưng mà rồi đó, sau đó thì trở thành một cái vị mà gọi là tứ quả, tức là bậc A-la-hán. Bởi vì phiền não được đoạn tận rồi, cho nên các ngài không có cái trạng thái mà sanh trở lại nữa. Bởi vì sanh hữu và nghiệp hữu nó không còn nữa. Nghiệp hữu tức là cái mà đầu tư tạo tác để tái sanh nữa không còn. Dù là tái sanh cõi với cảnh giới tốt nữa, cảnh giới an lành, cảnh giới tốt đi nữa thì cũng không có. Cũng không có. Cho nên là cái đầu tư để tạo tác, để mà tiếp diễn cho đời sống mới nữa không có. Đó là nghiệp hữu. Nhưng mà sanh hữu đó là bốn chủng loại, đó là thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Loại sanh bằng trứng, loại sanh bằng con, loại sanh nơi ẩm thấp, và loại sanh cái sự do cái sự biến hóa. Thì cả bốn chủng loại sanh đó không có, không có đối với vị đó. Cho nên là lúc ngay từ lúc đó, đó là cái căn nhân mà để đưa đến sanh tử luân hồi không có. Cho nên ở trong kinh có nói như thế này, có nói là trong kinh có mô tả rằng vào thời kỳ Đức Phật có một cái vị Bà La Môn rất là giỏi về toán số. Và vị Bà La Môn này có một cái tài rất là đặc biệt, có một cái điều đặc biệt. Tài đặc biệt có nghĩa là bất cứ một xác chết nào, nếu mà vừa chết là vị đó chỉ cần lấy cái cây, một cái vật cứng gõ vô trong cái đầu của cái xác chết đó thì biết cái vị đó đi tái sanh ở đâu. Biết cái người mà chết đó đi tái sanh đâu. Nhưng mà gõ tới cái đầu lâu, cái đầu của một bậc A-la-hán, một xác chết như vậy đó, thì không biết cái vị này đi tái sanh đâu. Thì ở đây đó chúng ta có thể hình dung rằng Niết Bàn là một trạng thái, mà ở đây chúng ta nói đến trạng thái hữu duy Niết Bàn. Tức là khi mà tâm tứ đạo sanh khởi lên thì cái căn nhân mà sanh tử luân hồi nó tạo ra để đời sống mới nó không có nữa. Và nhưng mà vị đó vẫn còn, còn cái thân ngũ quẩn này. Còn thân ngũ quẩn này. Bởi vì nếu một bậc A-la-hán còn tồn tại trên cuộc đời này thì các ngài khao khi mà chứng quả vị A-la-hán còn sống ở trong cõi đời này thì các ngài cũng phải chịu các cái cảm thọ. Cảm thọ ở đây chúng tôi muốn nói là thọ lạc và thọ lạc và thọ khổ. Nhưng mà cái thọ đó nó không đủ, không có phải là cái điều kiện để đưa đến cái phiền não sanh khởi, bởi vì phiền não đã đoạn tận rồi. Còn đối với người phàm phu thì các theo giáo lý duyên khởi thì thọ sẽ là duyên cho ái. Thọ sẽ là duyên cho ái. Vedana Bacchayatanha có nghĩa là từ thọ đó sẽ là duyên cho ái. Dù là thọ khổ hay là thọ lạc hay là thọ ưu hay thọ hỷ hoặc là thọ xả, thì khả khi chúng ta có cảm thọ thì ái nó sẽ sanh khởi. Ngay cả cái thọ khổ cũng sanh khởi, cũng ái cũng sanh khởi. Mà ngay cả cái thọ xả thì cái ái nó cũng sẽ là sanh khởi. Còn đối với bậc A-la-hán thì các ngài vẫn có cảm thọ. Có nghĩa là sao? Khi có ngài có cái thân năm quẩn này đó thì các ngài bệnh, các ngài vẫn có cái cảm thọ. Về góc độ nhìn của một bậc A-la-hán mà một bậc chánh đẳng giác á, thì Phật giáo Bắc truyền họ nhìn khác với Phật giáo Nam truyền.
Phật giáo Nam truyền nhìn Đức Phật như là một cái gì nó rất là thật, rất thật, rất thật, có nghĩa là Đức Phật dẫn bệnh, dẫn bệnh. Và chúng ta thấy được mô tả ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn, hoặc là thỉnh thoảng rồi nghe là ngài bị nóng sốt, rồi ngài bị bệnh như vậy. Thì các cảm thọ của một bậc A-la-hán vẫn có các cái cảm thọ đó. Nhưng mà cái cảm thọ đó, đó là cảm thọ của xác thân, chứ không có phải là dẫn đến cái tâm lý biến đổi, có những cái phiền não nó sanh khởi lên. Bởi vì các ngài đã đoạn tận phiền não rồi. Cho nên ở đây đó là Phật giáo Nam truyền nhìn về cái thân tứ đại của một cái vị dù là bậc A-la-hán thì cũng như là như rất là thường, rất là bình thường, hết sức là bình thường. Còn đối với Phật giáo Bắc truyền thì họ nghĩ rằng cái thân của Đức Phật đó là bất hoại, không có một cái gì mà biến hoại, rồi cũng không có bệnh đau. Thì cái điều đó nó nhìn ở cái góc độ của Phật giáo Bắc truyền là như vậy. Nhưng mà đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì chúng ta sẽ nhìn Đức Phật, chúng ta thấy là Đức Phật cũng đi trì bình khất thực mỗi buổi sáng nha. Rồi một ngày thì Đức Phật có 5 cái phận sự đó. Rồi ngày là quán chiếu, khuya đó là ngày sáng, khuya là ngày quán chiếu, trưa lại là bắt đầu là ngày đi khất thực, quán chiếu coi chúng sanh nào nên tới độ thì ngài có mặt ở đó để ngài tới độ. Cái thứ hai nữa là trưa lại thì ngài, sáng lại ngài đi khất thực, chiều lại thì ngài thuyết pháp cho những hàng cư sĩ, tối lại ngài giáo giới cho chư tỳ kheo, rồi khuya lại thì ngài thuyết pháp cho chư thiên. Thì mình nhìn lại 5 cái phận sự của Đức Phật đó, cái việc làm của Đức Phật hàng ngày đó, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài cũng sinh hoạt như những cái điều. Nhưng mà ở đây đó chúng ta thấy là cái năng lực của một cái vị chánh đẳng giác thì nó khác hơn với những người bình thường cả. Năng lực có một số điều, thí dụ như về thập lực trí, hay hoặc là về cái điều mà không thể thay đổi khác được ấy, từ ở một bậc chánh đẳng chánh giác, tức là một điều mà chắc thật là như vậy, thì cái điều đó không ai có thể chối cãi được. Hoặc là Đức Phật có thập lực trí, hay hoặc là Đức Phật có cái điều là 4 cái điều gọi là không có sợ đó, vô sở quý, 4 pháp vô sở quý. Thì đối với Đức Chánh Đẳng Chánh Giác thì ngài phải có 4 cái pháp đó, tức là 4 cái pháp không có sợ. Thì ở đây chúng tôi không tiện để nói là 4 pháp vô sở quý đó. Nhưng mà rõ ràng đó thì ở đây đó chúng ta thấy là một bậc A-la-hán khi mà tâm các ngài đã chứng đạo, chứng quả, trở thành một bậc A-la-hán rồi, thì cái căn nhân phiền não không còn để tái diễn nữa, không còn để có đời sống kế tiếp nữa. Cho nên chúng ta nghe ở trong kinh đó là sanh đã tận, tức là cái căn nhân mà để tạo ra cái đời sống tái sanh nó không còn nữa. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, tức là giới định tuệ đã thực hiện cái con đường phạm hạnh đầy đủ. Việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa. Thì ngay cả cái bậc A-la-hán sau khi chứng quả, nhưng mà các ngài còn dư sót cái quả của luân hồi còn. Đó là điển hình là cái thân này, cái thân tứ đại này. Cho nên nó chịu nóng, gió, lạnh, đói, khát, chuyện đó nó phải có. Chứ không thể nào không có được. Cái đó là cái quả dư sót của luân hồi. Thì một bậc A-la-hán á, sau khi chứng quả vị rồi đó, thì còn cái thân ngũ quẩn này, còn hiện khởi ở trong cái thân ngũ quẩn này. Do là các ngài đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, các cái phiền não đã được chấm dứt hoàn toàn, không còn có cái khả năng tái khởi nữa, thì các ngài đã hoàn toàn không còn sanh tử luân hồi nữa. Nhưng mà các ngài còn cái thân này, còn cái thân này, tức là đây là cái quả sót, quả dư sót của luân hồi còn lại. Quả dư sót của luân hồi, chúng ta thấy rằng là cái quả đó là gì? Có sanh, có sanh là có thân tứ đại này, có thân tứ đại này, vì có sanh cho nên có xúc thọ, có xúc thọ, cái đó là quả luân hồi mà. Có xúc thọ tức là các cái cảm xúc của mình về các cái cảm thọ của mình, có xúc thọ.
rồi có xúc thọ thì có sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não, nó có. Đó là đối với những người chúng sanh phạm phu. Nhưng mà đối với cái bậc a la hán thì cái khổ để mà phiền não nó sanh khởi thì không có. Nhưng mà các cái cảm thọ đau đớn về sắc thân thì có, nhưng mà nó không phải là đối với người phàm phu á, thì hả, cái thân mình đau á, thì cái tâm mình nó khó chịu. Nhưng mà đối với các ngài thì thân có đau nhưng mà tâm các ngài cũng không có chịu, khó chịu ở đó à, bởi vì các ngài đã dứt sạch phiền não rồi. Thì ở đây chúng ta hiểu đó là hữu di niết bàn có nghĩa là một bậc a la hán sau khi chứng quả vị vì đó còn dư sót của thân ngũ uẩn này, cho nên các ngài vẫn có bệnh đau, nhưng mà sau khi các ngài bỏ cái thân này rồi đó thì từ lúc đó thì các ngài trở thành một cái trạng thái dồi dì niết bàn. Cho nên khi mà có một vị bà la môn nọ đó hỏi ngài Xá Lợi Phất á, vì sao ngài thấy được cuộc đời nó sanh tử khổ đau như vậy mà ngài không có nguyên sinh đi, tức là không có tự tử đi đó, không, thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới trả lời nè, ngài nói là ngài không nỡ là một cái trái cây chưa chín mà lìa khỏi cái cành cây, có nghĩa là thọ mạng này nó sống bấy nhiêu, nó được nuôi nấng bởi vật thực, nó được nuôi nấng bởi vật thực, nó tồn tại bấy nhiêu thì bấy nhiêu, chứ ngài cũng không phải là tiêu cực hay là cực đoan đến một mức là phải nguyên sinh cái mạng sống này. Rõ ràng là ngài nói là không có nở làm cái trái cây chưa chín lìa khỏi cái cành, thì có nghĩa là khi nó chín thì tự động nó rụng, khi nó chưa chín thì không có nở, là bứt hái nó, chặt đứt nó. Thì rõ ràng là như vậy, mạng sống này được nuôi sống. Đức Phật ngài dạy ở trong kinh Trường Bộ có một điều đó, Đức Phật ngài gọi là sabbe satta aharatitika, chúng sanh di tồn, tất cả chúng sanh di tồn do vật thực. Sabbe satta aharatitika, thì chúng sanh di tồn do vật thực, ở đây bao gồm cả đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực, cả bốn cái đó được tồn tại. Mà đối với một bậc a la hán thì sau khi chứng quả rồi đó thì cái căn nhân phiền não để mà tạo ra cái đời sống mới không có nữa, không có nữa. Rồi bây giờ nè, sau khi một vị a la hán đã từ bỏ cái thân ngũ uẩn này thì ở đây đó, khi mà từ bỏ cái thân ngũ uẩn này đó thì các ngài không còn trở lại cái trạng thái sanh tử nữa. Từ bỏ cái thân ngũ uẩn này rồi đó thì không còn trở lại trạng thái sanh tử nữa. Thì ở đây đó hỏi là niết bàn là ở đâu, ở cõi hay là ở cảnh giới nào, thì rõ ràng niết bàn không phải là một cõi, cũng không phải là một cảnh, cảnh nơi này cảnh nơi kia, nó liên quan đến sắc tinh hương vị xúc gì đó, pháp gì đó, không có, không có cái cảnh. Nhưng mà niết bàn là một trạng thái chấm dứt hoàn toàn, giống như cái ngọn đèn mà tự động là nó tắt. Hỏi rằng cái ngọn lửa nó bay về đâu thì chúng ta cũng không biết nó bay về đâu. Chúng ta không thể nói là ngọn lửa bay về đây hay là bay về kia, đậu đó được. Thì niết bàn là như vậy, tự động mà không đủ điều kiện nữa để ngọn đèn cháy nữa thì ngọn đèn tắt thôi. Và ngọn đèn tắt thì không thể nói là ngọn lửa bay từ ở đây đi đâu, ngọn lửa nó bay đâu. Thì cái sự trạng thái của niết bàn này, vô di niết bàn, có nghĩa là không có tái hiện được, của không có tái hiện, tái khởi lại ngũ uẩn, không có còn có mặt của không có còn có mặt của phiền não nữa, thì đó là niết bàn. Cho nên chúng ta hiểu là Đức Phật ngài dạy rằng là sabbe sankhara anicca, tất cả các hành là vô thường. Hành ở đây chúng ta hiểu là cái pháp mà nó cấu tạo, hay gọi là hữu di niết bàn, nó tạo nên cái gọi là uẩn này, tạo nên cái gọi là sắc pháp và danh pháp này, sắc pháp và danh pháp này. Cho nên là Đức Phật ngài gọi là các hành là vô thường, sabbe sankhara anicca là vậy. Rồi ngài gọi là các hành là khổ, sabbe sankhara sankhara dukkha dukkhata, có nghĩa là các hành là khổ não. Thì cái gì mà nó còn hiện khởi, nó cường tạo tác ra
thì dù là trong dục cõi dục giới, cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới cũng đều là khổ hết, cũng đều là khổ. Cho nên chúng ta nhìn lại ở trong các cái cảnh giới, nếu mà chúng ta nói rộng ra là 31 cõi, 11 cõi dục, 16 cõi sắc, 4 cõi vô sắc á, thì các cái cõi đó đều hiện khởi của năm quẩn hết. Có những cõi thì tứ quẩn, tức là bốn thành phần danh quẩn, đó là cõi vô sắc, không có sắc quẩn, mà có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Cõi vô tưởng thì chỉ có sắc quẩn nhưng không có bốn thành phần danh quẩn, như vậy là cõi đó là cõi nhất quẩn, tức là sắc quẩn. Rồi còn các cái cõi còn lại đó là tồn tại của năm quẩn. Niết bàn là ngoại quẩn, niết bàn không có liên quan đến quẩn nào hết. Bởi vì còn quẩn là không gọi là niết bàn một cách tuyệt đối được, một cách tuyệt đối. Và Đức Phật ngài dạy rằng các pháp là vô ngã, sabbe dhamma anatta, anatta có nghĩa là các pháp là vô ngã. Thì bây giờ mình có thể nói là tâm sở hữu tâm sắc pháp đều là pháp hết, niết bàn cũng là pháp, nhưng mà niết bàn là chân đế vô vi, còn lại đó là tâm sở hữu tâm sắc pháp hay là sở hữu tâm, tâm sở hữu tâm sắc pháp đều gọi là chân đế hữu vi. Tức là hữu vi là có tạo tác, có điều kiện, có nhân tố để tạo tác, cho nên là phải bị hoại diệt. Còn niết bàn nó là một trạng thái ngoại quẩn, nó không thuộc quẩn nào, nó không có liên quan gì quẩn nào, cho nên nếu đã được gọi là ngoại quẩn thì nó không có chịu tác thành của sự sanh hay sự diệt ở trong đó. Thì chúng ta hiểu rằng á, cái niết bàn á là vô vi niết bàn, tức là sau khi các ngài từ bỏ cái thân ngũ quẩn này rồi, các ngài đạt được một cái trạng thái vô vi niết bàn, tức là không hiện khởi của năm quẩn và không có mặt của bất cứ một phiền não nào, đó chính là niết bàn. Rồi hỏi rằng niết bàn á, tại sao biết niết bàn là an lạc, tại sao nói niết bàn là an lạc, thì ngài Na Tiên ngài mới trả lời cho Yumilanda rằng, ví dụ giống như là một cái người mà họ biết được là đứt cái chân, đứt cái tay là đau đớn, mặc dù là mình chưa đứt cái tay, đứt cái chân, mình chưa đứt cái tay, đứt cái chân, mình chưa có bị đứt cái tay, cái chân, thì mình không biết là đau khổ, đau đớn là như thế nào. Nhưng mà rõ ràng nghe cái người mà chính cái người mà đứt cái tay, đứt cái chân, họ mô tả rằng họ đang bị đau khổ vì họ bị đứt cái tay, đứt cái chân, thì mình tin rằng mặc dù là mình chưa đứt cái tay, chưa đứt cái chân, nhưng mà nghe người ta bị đứt cái tay, đứt cái chân, người ta nói đau đớn như thế nào, đau khổ như thế nào đó, thì mình tin cái người đó. Cũng như vậy, cái sự an lạc của Niết Bàn đó, thì Đức Phật mô tả rằng mặc dù là chúng ta chưa đạt được cái an lạc của Niết Bàn, bởi vì chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt, giúp pháp hữu vi ấy mới có được sự yên vui triệt đối. Hữu vi là những gì còn tạo tác ra. Cho nên là khi mà Đức Phật mô tả tịch tịnh của Niết Bàn, sự an lạc của Niết Bàn, thì an lạc của Niết Bàn là an lạc chắc thật. Và điều đó chúng ta có quyền tin, giống như là một người chưa bị từng đứt tay đứt chân đau khổ như thế nào, mà nghe người mà chính cái người mà đứt tay đứt chân họ mô tả rằng họ bị đau đớn như thế nào, họ đau khổ như thế nào, điều đó mình tin không? Tin. Mình tin họ đau đớn như vậy. Và cái sự an lạc của Niết Bàn cũng như vậy. Và chúng ta ngại nhất là chúng ta lấy một cái, chúng ta thường là mô tả Niết Bàn là như thế này thế nọ đó, thì cái điều đó chúng ta càng mô tả nhiều đó thì càng không nên. Bởi vì cái trí phàm phu của mình á, nó cũng chỉ có giới hạn thôi. Nó giới hạn, nó cũng chỉ là ở trong một cái giới hạn, chứ nó không vượt ra khỏi. Trong khi Niết Bàn ấy, nó là một trạng thái chứng đắc của một bậc thánh, hoàn toàn không hiện khởi của pháp hữu vi nữa. Thì cái điều đó được mô tả bởi một bậc chánh đẳng chánh giác. Được mô tả bởi bậc chánh đẳng giác. Cho nên nhiều khi mình dùng cái từ này, dùng cái từ kia để mình mô tả Niết Bàn, e rằng mình mô tả nó không chính xác, không chính xác. Và chúng ta chỉ dựa vào trong kinh, Đức Phật ngài có những cái từ gọi là chữ Nikrotha, tức là sự chấm dứt hoàn toàn, sự hiện khởi, sự diệt tắt hết tất cả khổ đau.
thì cái chữ tỳ nô rô thá là như vậy. Và niết bàn cũng đồng nghĩa chữ niết bana, thì đồng nghĩa chữ niết rô thá, tức là sự diệt tắt và cái an lạc của niết bàn như được mô tả ở trong kinh. Như vậy thì chúng ta được hiểu ở trong kinh Pali á, thì có hai cái trạng thái niết bàn, hữu di niết bàn, tức là cái vị a la hán sau khi tâm tứ quả tứ đạo sanh khởi lên, thì cái căn nhân mà phiền não, tức là tham ái phiền não nữa, vô minh nó không còn hiện khởi nữa, cắt đứt rồi. Cho nên là vị đó không có tái sanh nữa, không có tái sanh nữa, mãi mãi là vị đó không còn trở lại trạng thái tái sanh nữa, không tái sanh. Nhưng mà các vị đó còn cái quả dư sót của luân hồi, đó là còn thân ngũ uẩn này, cho nên các ngài vẫn bị cảm thọ, cũng vẫn bị đói, vẫn bị lạnh chứ, vẫn bị, rồi bệnh đau cũng có chứ, sao là không? Thì đó là quả dư sót của luân hồi, quả dư sót luân hồi. Nhưng mà sau khi các ngài bỏ cái thân này rồi đó, thì đó là trạng thái vô di niết bàn, và chúng ta không thể nói niết bàn là một cõi, lại càng không nói là niết bàn là một cái này cái kia nữa, là một trạng thái đạt được sau khi chấm dứt của phiền não, chấm dứt hoàn toàn những phiền não, sau khi hoàn toàn không hiện khởi của năm uẩn nữa, thì đó chính là niết bàn. Thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời liên quan đến cái bài học hôm nay. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chúng tôi xin được phép xuống nít. Ăn nhậu dễ hay khó? Sống ích kỷ cho mình dễ hay khó? Nhưng bố thí cho người dễ hay khó? Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa, và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Hoài kiếp hoài nó có 10.000 nặng ở trong đầu làm sao bây giờ. Thưa quý vị có nghe không ạ? Sao nãy hai dạ tốt lên, tại vì sao tôi nghe được hai tiếng, dạ thanh tịnh tâm ý ha, dạ mong quý vị được sự an vui. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba buddhana bhava na sada sacchiva vantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba dhamma na bhava na sada sacchiva vantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabbe devata sabba sangha na bhava na sada sacchiva vantu te. Tất hạnh phú an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng các sự thảnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Đó vậy đó. Cho nên thưa chứ mà cả một đời ăn mặn chẳng có phân bua tí nào. Dạ, Xích An Nhiên ơi, Xích An Nhiên để cái máy, để ý cái mũi tên nó lướt qua, nó giật mít đó. Có Nhật Quỳnh mà đánh mít ra chứ Cẩm Vân là kể như bó tay cho Xích nói tới tắt luôn nha. Dạ, dạ xa thú chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân cùng chư Tôn Đức đang vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề,
Chúng con xin hồi hộp về, sẽ dùng pháp thí tiền bề cúng dân, rồi hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náo phước hằng hà xa. Tỳ khu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tính nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loài thông thường, nõn thai thấp quá, khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quảnh đo đài, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiền tri thức các ngài mở mang. Tu sinh được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi. Xin cho cả thảy chúng con tấn qua trong pháp Phật rồi giáo truyền. Và chúng con kính tri ân chư đại đức căn, chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào học pháp. Và kính chào cả tạm biệt. Nghe pháp xin xuất mít.